Xin chào tất cả các bạn, tôi đến từ Master Topic. Sau đây tôi xin giới thiệu đến với các bạn gói bài giảng hỗ trợ cho việc học tiếng Hàn, đó là tiếng Hàn All-in-One. Gói bài giảng này được chia làm 6 phần. Đầu tiên, đối với phần tiếng Hàn cơ bản, các bạn sẽ được học cùng với giáo viên Việt Nam. Sau đó, khi đã quen đối với tiếng Hàn, các bạn sẽ được học tiếng Hàn trung cấp, cao cấp trực tiếp cùng với giáo viên người Hàn Quốc thông qua video online. Và nếu như các bạn lựa chọn gói bài giảng này, thì các bạn có thể nghe giảng trong suốt thời gian 1 năm. Đặc trưng của gói bài giảng này đó là từ những bước ban đầu, khi các bạn chưa biết gì về tiếng Hàn, các bạn sẽ được học cùng với giáo viên người Việt Nam. Vậy nên các bạn không cần lo lắng gì về việc tiếp cận tiếng Hàn sơ cấp cả. Sau khi trở nên quen thuộc với tiếng Hàn, các bạn sẽ được học cùng với giáo viên người Hàn Quốc. Và đây chính là điểm thuận lợi cho các bạn để tăng nhanh năng lực học tiếng Hàn của mình. Không những thế, bài tập tiếng Hàn của các bạn sẽ được đánh giá trực tiếp bởi giáo viên người Hàn Quốc. Đến với Master Topic, các bạn sẽ được học cùng với các giáo viên đến từ các học viện tiếng Hàn nổi tiếng của Hàn Quốc. Vậy nên, nếu các bạn lo lắng về năng lực tiếng Hàn của mình, thì hãy lựa chọn gói bài giảng tiếng Hàn All-in-One và hãy cùng chúng tôi từng bước đến gần hơn với tiếng Hàn.